Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào 500 anh em. Tôi Mạnh chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Ok các bạn ạ. Sau những hôm mà thấy anh em ăn nhiều gọi là đồ cay lóng những thứ ấy, thì rất là nhiều anh em bảo là làm cái gì ngon ngon tẩm bổ cho anh em đi thì con ạ. Thì như mọi người thấy là trên tay anh em hiện tại là đang có hai con gà này các bạn này, rồi ngải cứu này các bạn này. Đó thì chắc là mọi người cũng đoán được ra món gì rồi. Bởi vì anh em nhìn tiêu đề trên video chắc là cũng biết rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ gọi là làm món gà hầm thuốc bắc nha các bạn nhỉ. Đấy. Anh kiểu... đây có khi lại thừa ấy. Bổ quá thừa đấy. Không, ý là ví dụ mà cái món gà tần thuốc bắc ấy nghe bảo là rất là bổ, kiểu ngải cứu này kết hợp với gà này xong rồi kết hợp với cả rất là nhiều gia vị tần thuốc bắc nha các bạn nhỉ. Ở đây thì có gói thập cẩm này các bạn này. Tần. Rồi táo đỏ này, cái này như là kỳ tử. Kỳ tử. Kỳ tử này. Cái hạt này là hạt chia hay hạt gì mình sen. Cũng không rõ nữa. Mái, hạt sen đây à? Hạt sen đây. Bo anh ạ. Bo ở đây nói chung là mình mua về thì trong bộ hầm thuốc bắc của người ta có những cái này các bạn ạ. Thấy vào trong này có rất là nhiều này, rất là nhiều vị khác nhau này. Thì tí là anh em mình sẽ bỏ ra để cho Tiến nó đếm tới xem một gói hầm thuốc bắc này có bao nhiêu vị nha các bạn nha. Đây trên này ghi 9 vị ạ, tí mà đếm không đủ 9 thì về bốc phốt. Đấy thì hôm nay thì chắc là mọi người cũng đã biết anh em mình làm món gà tần thuốc bắc rồi các bạn ạ. Hay còn gọi là gà hầm thuốc bắc nha, để gọi là bồi bổ tầm bổ cho anh em để cho anh em có nhiều sức khỏe hơn. Hôm nay thì chắc là sẽ không còn ăn cay mấy nữa và thay vào đó là gọi là cái món gà hầm để bồi dưỡng cho anh em con ạ. Trắng trắng này nhìn như là sắn là trẻ ra. Nói chung là tí nữa anh em mình sẽ bóc ra để thử con ạ. Bình thường thì gà tần thuốc bắc hay món gì mà tần thuốc bắc ấy thì toàn là mua của người ta tần cho rồi, mình cũng không biết nguyên liệu là cái gì. Thì hôm nay là anh em mình là mua gà về tự tay làm và thưởng thức cái món gà tần thuốc bắc xem sao các bạn ạ. Thì ở đây hai con gà này thì anh em mình đã bỏ đầu đi rồi nha các bạn nha. Đó vì chính sách của YouTube đó. Thì còn những cái đồ thì nguyên liệu anh em mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ đem về để anh em mình gọi là làm món gà tần thuốc bắc ngải cứu luôn nha các bạn nha. Anh em nào mà xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho lấy nhiều, ủng hộ anh em mình nhá. Trong lúc mà thằng Mạnh nó đang gọi là nhặt rau ngải cứu ấy các bạn ạ, thì thằng Tiến nó muốn kiểm tra xem trong cái gói gọi là thuốc bắc này xem gồm những cái vị gì, xem có đủ không các bạn ạ. Đấy. Thực sự là anh em mình hơi bị mù tịt về cái thuốc bắc này nên là phải xem là có những cái gì nha các bạn nhỉ. Cũng không biết là cái nguyên liệu là làm từ cái gì, chỉ biết là thuốc bắc thôi. Vì không học về y học cổ truyền. Xem đủ chín không? Đủ chín không? Mấy cái vị đủ chín. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái thôi anh ạ. 8 á? Đây nó có cái sợi gì em đọc như kiểu sợi gì nữa không biết. Đâu đem thống kê ra nào. Thống kê đi. Thống kê nhá. Đầu tiên là táo đỏ này. Đây táo đỏ có 4 quả. Rồi. Đây để đặt đằng trước. Như đây đắng sâm à. Đắng sâm. Đắng sâm. À đây chắc là cái dễ chê này. Đây. Nó như là dễ xoài. Nó bé tí như này nha các bạn nhỉ. Để ngửi thử. Ừ, nó có mùi giống sâm đấy. Nhưng mà nó thơm thơm. Nhớ không biết đâu phải cắn. Đấy, thôi được rồi, cái này chắc là đắng sâm đúng không? Đây này, có 3 sợi. Thôi được rồi, đấy, cũng như là một cái. Này. Đây, từ đây là cái đỏ này. Ý nghĩ là cái gì? Đây đây là cái này. Cái này giống cái gốc chè, gốc chè kéo bà. Cái gì mà các cụ hay ăn trầu ấy, cái đỏ đỏ ấy, giống đó. Bỏ cây đi à? Nhưng mà nó có câu đùa. Nhưng mà nó ờ đúng rồi đấy, nó kéo thuộc dạng nhưng mà nó có cái mùi giống cái này gì đó. Cái đấy gì á? Hơi chua chua. Không biết tôi tạm chưa nghe rồi à. Tiếp nào, táo đen. Táo đen đều đúng quả. Quy đấu. Quy đấu là cái gì? Hay là cái này? Hay là cái này? Chắc là cái này đấy. Tiếp đi em, đọc lốt đi. Hạt sen. Hạt sen đây. Hoài sơn là 8 rồi. Hoài sơn chắc đây đây đây, vôi. Ủa thế thì vẫn thiếu. Thục địa một cái nữa, đây là cái gì? Đấy chắc là cái gì đấy. Đây là cái gì nhìn, mình nhìn nó giống cái bo vừa nãy đâu nhỉ? Ở đây đúng rồi, trong này chỉ có tặng. À đây, một hạt thì vẫn hạt. Đây đây con ạ. Cái bo này thì là kiểu hạt nó to hơn, còn như cái bo trong này không nó đủ. Em đến xem đây là mấy? Nó khác nhỉ con nhỉ? 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Mà đây chỉ có 8 rồi, 1 2 này. 3 này. 4 quả táo đỏ này là 4 rồi này, 5 này.
6 này, 7 này, 8. Thiếu một. Thiếu cái gì nhỉ? À đây, anh cầm tay ở đây. Nói chung cầm là mai. Không phải hạt đây, hạt đây là ngoài mà. Nói chung là cũng không biết là cái gì nhưng mà thiếu biết sao là thiếu một. Nói chung là cái gói hầm thuốc bắc nha các bạn nha. Đó thì thực sự là cũng không phân biệt được, chỉ những cái gì mà rõ rõ, ví dụ như táo này là anh em có thể nhận biết nha các bạn nha. Cái gói hầm thuốc bắc nhỏ nhỏ này thì gọi là mua combo của nó, còn đây là mình có mua ngoài là cái táo đỏ này các bạn này. Rồi bo bèo gì này các bạn này. Rồi gọi là hạt sen này các bạn này. Đó. À đây mình còn cho thêm cả cái lấm này nữa các bạn ạ. Để cho nó thơm nha các bạn nha. Người ta gọi là lấm đông cô này các bạn này. Cái chanh trắng bẻ bẻ ra dễ cực. Sờ giống bột bột ấy. Đó, đấy là cái nguyên liệu trong cái túi gói hầm thuốc bắc nha các bạn nha. Từ chua anh ạ. Nói chung là tí hầm gà lên miễn sao là bổ và ngon là được nha các bạn nha. Đó, bây giờ thì hai thằng sẽ bắt đầu tấn công nhặt rau, xong là như mình sẽ cho gà vào đấy, như mình gọi là hầm luôn nha các bạn nha. Bởi vì hầm sẽ rất là mất khá nhiều thời gian nha các bạn nha. Nguyên liệu thì anh như mình đã làm xong và chuẩn bị xong hết đây rồi nha các bạn nha. Bây giờ thì anh như mình sẽ bắt đầu cho gà vào để tần nha các bạn nha. Đó, ngày cứu này con này, là ngày cứu thì anh mình sẽ lót ở dưới. Ủa nhầu vãi trưởng luôn con ạ. Nhiều ngày cứu quá. Đấy, đấy em nhét một ít vào trong. Đấy, là gà xong rồi nhét vào trong. Đấy, anh mình sẽ nhét thêm ít trời cứu vào trong bụng nha các bạn nha. Trời cứu. Tầm giờ vào đấy là trời cứu thật. Để tí cho nó có cái hương vị của ngải cứu ở bên trong ấy, thì nó sẽ thơm thơm nữa. Đấy, nước này đi. Nói chung là ngoài này cũng khá nhiều ngải cứu rồi. Anh nhét thêm một xíu ở trong bụng nha các bạn nha. Thôi đỏ. Thì thơm. Đó, thì bây giờ sẽ đổ những cái nguyên liệu gọi là thuốc bắc vào nha các bạn nha. Nào, Tiến cho vào đây nha. Đấy, lần đầu của anh mình làm gà hầm ngải cứu nha các bạn nha. Em đổ lên con gà luôn. Đấy, đổ quanh. Đấy các bạn ạ, nhiều nguyên liệu hầm lắm, không biết là tí nó có ngon không nhỉ các bạn nhỉ. Rồi, chung còn nhỉ. Đấy con chi này bổ là phải khác này. Rồi, nói chung là đầy đủ gia vị những thứ rồi. Bây giờ như mình sẽ cho thêm một ít muối vào các bạn ạ, để cho đậm đà một xíu nha các bạn nhỉ. Đấy, rồi đun chè sẽ đổ thêm nước dừa để cho nó tạo thêm cái vị ngọt cho cái món gà hầm này nha các bạn nha. À, nước. Ý chóc thơm lắm. Nói chung là cái có hai con gà thôi, nhưng mà anh mình cho khá là nhiều cái gọi là cái gia vị tần thuốc bắc, gọi là gia vị thuốc bắc các bạn ạ. Nó em cho thêm ít nước nữa vào đây. Thêm nước em cho thêm nước cho nó ngập đi, bởi vì anh mình hầm ấy thì nó sẽ cạn bớt nước nha các bạn nha. Rồi. Đó, bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu gọi là hầm hai con gà này đến khi mà nó mềm thịt ra, thì anh em mình sẽ bắt đầu đi thưởng thức cái món gọi là gà tần thuốc bắc tự tay anh em mình làm nha các bạn nha. Em lấy cái vung em đậy lại đi. Đó, cái chảo này thì không vung nên anh em mình sẽ lấy cái mâm này để đậy để cho kín hơi cho nó sẽ nhanh mềm hai con gà hơn nha các bạn nha. Đợi nó chín anh em mình sẽ đi thưởng thức cái món gà tần này nha các bạn nha. Vậy là cái món gà hầm thuốc bắc của anh mình cũng đã chín rồi nha các bạn nha. Để anh em đợi lâu quá các bạn ạ. Bởi vì hầm hai con gà này mất 2 tiếng. Như mọi người thấy ấy, là lúc đầu ấy là gọi là cho vào ấy thì rau xanh các thứ bây giờ là kiểu chuyển sang màu thâm kiểu gọi là màu chín nhừ rồi đấy các bạn ạ. Đó. Mạnh cho mọi người xem một tí nào. Đấy, ui giời nhìn nó ngon chưa này các bạn này. Đấy. Ui giời ơi. Đấy, gà này thì anh em mình ăn tần, nhưng mà anh em mình lại ăn thịt ấy, thì anh em mình sẽ gọi là chấm với cả muối nha các bạn nha. Đó, muối tiêu chanh này. Đó, nào, bây giờ Mạnh sẽ vớt lên để anh em thưởng thức nào. Ui giời ơi. Nóng nóng các bạn ạ, bốc khói luôn. Đấy, phê luôn. Nào, xé đi. Đúng rồi. Ui giời ơi. Đập nhẹ cái là tụt luôn các bạn ạ. Lóng. Ui. Ui. Đấy. Rồi để anh tạt lớp bên kia. Nói chung là ăn những cái phần ngon trước, xong là phần chưa ngon thì gọi là ăn sau các bạn ạ. Đấy, nó xé ra tụt như là tụt gì đấy các bạn ạ. Rồi, em đặt xuống đây, em mang cái bát của em đây, em lưng này lên anh bẻ nữa là
chiến cái phần đùi trước đi luôn. Từ nhà nó nha. Anh mình chơi tần hắn con đấy nào. Nào trải nghiệm gà tần đi xem nào. Món ngon lại còn bổ dưỡng. Ui. Đầu tiên là chưa chấm thử cái vị gọi là gà tần thuốc không ạ? Ừ, thơm quá. Thề mọi người thơm vãi trống luôn. Mùi gà tần lâu rồi. Mọi người nhá. Mềm không? Mềm mà. Mấy bạn đấy à, mình cứ phải chấm lắm. Ngon các bạn. Ui giời ơi, đây là gà hầm thuốc Bắc đây nha cả nhà. Mời bạn nha. Ui giời, ui giời, ui giời. Anh em mình tuy là hầm nguyên con nhưng mà nó đã tụt hết cả xương rồi các bạn ạ. Các bạn chụp cái đùi, mềm lắm nha. Ui. Nó muốn dài rồi. Chứ nó dài. Thôi để em ăn thử luôn nhá. Xem nó như thế nào. Mình mời mọi người nhá. Ôi. Bắn nước túng luôn. Ôi. Mềm lắm anh ạ. Chấm muối rồi, ngon nữa. Bình thường mà anh em mà muốn ăn gà tần thì gọi là rất là hiếm ấy con ạ. Phải đi mua hoặc là gì đấy. Chứ bây giờ mà ăn gà tần thì công đoạn nó cũng hơi hơi lịch kịch một xíu ấy con ạ. Nước ngọt thế. Ủa, làm bát gà tần thì giúp nhảy cứu với nước vào. Húp húp nước ấy ạ, xem nước gà tần ngọt không. Chẳng vị thuốc Bắc. Ôi, như nước ngải cứu với gà. Ủa, ngọt mà nó thơm mùi ấy là. Úi giời ơi. Cái này là hôm nay anh em gọi là được bồi bố luôn rồi con ạ. Ủa, trời ơi. Mọi người không ạ? Mềm lắm mọi người ạ. Đùi gà tần đấy con ạ, đùi gà tần nguyên con đấy. Không biết là bao nhiêu năm rồi không ăn lại vị gà tần. Kiểu gà tần ấy thì người ta sẽ làm để bồi bổ sức khỏe con ạ. Nói chung là nguyên liệu ấy thì mọi người cũng thấy rồi. Nói chung là cũng không thể thiếu cái ngải cứu được. Mình nghe bảo là ngải cứu rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn nha. Ở trong nồi ấy thì nó có rất là nhiều cái gia vị thuốc Bắc nhưng mà anh nhà mình cũng không biết được, cũng chỉ biết một phần vài quả gọi là táo tủng những thứ thôi các bạn ạ. Táo xong rồi kiểu hạt sen những thứ thì là khá là quen thuộc và dễ nhận biết với anh em mình ấy. Chứ còn mấy cái kiểu đá vôi hay là cái gì đấy mình khó nhận biết lắm các bạn ạ. Không biết nó tên là gì luôn đấy. Màu hồ phách lương ngọt đấy. Ngọt không? Chấm thử tí muối. Nước các bạn. Cái đùi. Rồi bổ lắm. Bổ không? Bổ lắm. Nhưng mà toàn mùi thuốc Bắc với cả mùi ngải cứu thôi. Mùi trời cứu ấy các bạn ạ. Kiểu đây là món bồi bổ cho những người mới ốm dậy ấy. Nó nghe bảo ngải cứu còn có cái tác dụng bổ một số thứ ấy các bạn ạ. Như là chữa đau đầu hay là mấy bệnh. Đúng rồi, đúng rồi. Như là chữa đau đầu này, tăng cường sinh lý. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ấy à. Với cả đả tâm kinh nguyệt đó. Lưu đó là lưu cái gì nó tuần hoàn máu tốt hay là cái gì đấy các bạn ạ. Nói chung là ngải cứu rất là tốt. Bình thường ví dụ mà những người mà hay bị đau đầu ấy sẽ ăn ngải cứu, nhưng mà anh mình đem đi tần với gà như này này các bạn này thì cái ngải cứu nó ra xong rồi kết hợp với cả vị ngọt của gà rồi cái hương vị thuốc Bắc sẽ tạo nên một món anh em dễ ăn nha các bạn nha. Nước ngọt lắm anh ạ. Cầm cả bộ cốt à. Ui giời. Sao để bẻ được nhỉ? Em phải lân cái môi kia để mới bẻ được. Chéo nhấp đi. Ngọt quá, ư ngọt quá. Ngọt đúng không? À đây, anh mình còn nhét cả trong ngải cứu nữa. Nước ngọt đấy. Ui, con này có cả tràng trứng ấy ạ. Có cả tràng à? Ui, nó bốc nhẹ cái là tụt luôn cái phần lưng. Quá rồi. Giờ đi móc chẳng chứ. Rau lấy trong này mới gọi là ngon này. Ngon quá. Để tách phần ức và ức cửa hơi lỏng. Lỏng quá con ạ. Mình từ ngày xưa bé tí nhớ teo là được ăn rồi, nhưng mà giờ lớn thì lâu lắm không được ăn lại. Chứ bé ốm thì được lấu rồi, lỏng quá. Ui, có ít trứng không?
uổng lắm. Cái này nó phải sánh sánh rồi. Gà bình thường người ta mà hầm ấy, người ta sẽ hầm cái loại gà gà đen nhỏ nhỏ ấy con ạ. Thì nó sẽ gọi là mềm hơn, dễ bóc hơn. Anh em mình hầm gà to thì nó lóng, anh em khó bóc hơn nha các bạn nha. Mềm ngọt. Cầm cả cái ức ý sơi này. Nghe bảo là cái nước ngọt lắm các bạn ạ. Đặt mua cái kinh đây. Được. Thôi cứ làm tí cho lắm nước này đi. Cho đỡ đau đầu. Lắm nước này. Uổng ngọt. Mềm lắm mọi người ạ. Bung hết rồi không? Trứng rồi. Làm tí muối chấm nữa thì hết bài luôn các bạn ạ. Ức trắng. Ngon nha. Wow. Ngon mềm đấy. Kiểu nó hút thịt gà luôn đấy các bạn ạ. Ôi giời, thằng Tiến nó móc đâu được bộ tràng trứng này gọi này. Ui giời ơi, bỏ cực bỏ luôn đấy, bỏ tăng thêm bỏ. Ui. Anh em mau hút cái nước này. Đúng vị luôn. Ui giời ơi. Ui giời. Nó ngọt. Kỳ tử cái thứ này bảo ra mà không quên. Ngoài bộ của anh ạ. Bổ quá là bổ thừa. Anh nghĩ là cái cốt nó ra hết cái nước ấy nên là chắc là anh mình sẽ không bỏ tí nước nào luôn đấy các bạn ạ. Anh mình tàn nó lâu ấy nên là thấm thấu để cánh kia tôi thấu được. Nó quá nhiều bốc được. Nó còn nóng thế cơ à? Nóng mày ạ. Anh em mình không muốn bày gà ra để cho nguội bớt mà bởi vì làm món gọi là gà tần phải để cả nước xong ngồi cùng cái nồi ấy, hút chụt 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 đi con ạ. Cho nó có cảm giác phi nha các bạn nha. Ui, nó ngọt các bạn ạ. Đấm rồi. Gà bình thường ấy thì nếu mà gà luộc ấy thì sẽ phải xé xé thịt nó dai dai, còn gà lẻ anh em cứ xé được tảng nào ấy xong rồi anh em mút 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 ấy là kiểu thịt nó tự tụt nha các bạn nha, không phải mất công nhiều nữa bởi vì anh mình mất công chờ đợi là tần gà rồi các bạn ạ. Tần với hầm rồi. Nước ngon quá. Đấy mọi người sẽ thấy là chứng tỏ là nước ngon các bạn ạ. Anh mình cho thêm dừa nữa thì nó càng ngọt đấy. Ui giỏi ơi. Đâu cho bát muối được ạ. Ngon quá. Định cho lên tay rồi nó nóng như vậy. Nghĩ tới là gà nó nhớt đúng không? Mỡ. Ủa, rọc rọc à? Nghĩ là thấm vào nước mỡ này. Đây các bạn ạ, đã tụt gần hết thịt rồi này các bạn này. Đấy, cái con gà kia là đã tụt gần hết thịt rồi. Đấy, nhanh quá nhanh luôn các bạn ạ. Lóng mọi người ạ. Ui, cái này chắc là đôi chè mút được rồi. Cái này nó kiểu nó mềm ấy các bạn ạ. Người thề mọi người là ngồi cạnh cái nồi gà hầm thuốc bắc của anh em mình ấy. Nó thơm lắm luôn nha các bạn nha. Không biết là có bay đến hàng xóm không. Cái nguyên liệu thì anh em mình cũng cho khá là nhiều bởi vì anh em mình mua thêm những cái gói gọi là thêm ấy. Hạt sen những thứ nữa. Cái nước các bạn. Nước xong rồi cho hạt sen, cho ngải cứu cứ vào. Ui, kiểu như ngải cứu ăn cùng cũng cảm giác đỡ ngấy hơn. Nhưng mà mình thấy gà này cũng không ngấy đâu bởi vì anh em mút nó tuột ra chuột chuột nha các bạn nha. Mềm lắm rồi các bạn. Ui. Chấm em. Hụt tan kỳ tử nó vào bụng này bảo sao mà không bổ. Nó chết rồi. Nhiều chất trong người. Ở đây chỗ này còn tí cốt thì tôi luôn. Mạng ghép anh em gọi là gà tần nên là nó hơi mềm nên là mình bụp luôn nhé. Ba mồi, hút giờ, hút hết rồi. Hút thử đi. Em hút phần da anh nghĩ là sẽ tụt hơn đấy. Đấy. Nói chung là gà nó hết phần thịt rồi thì còn lại bộ hòm ấy các bạn ạ. Thì anh em có thể cầm cả con để hút được các bạn ạ. Ui giời ơi. Nhìn anh em ăn không mà cảm giác nó phê làm sao nha các bạn nha. Đó, nói chung là ở đây ấy, còn một con gà nữa anh em xé thêm đi.
cũng bốn anh em là chia nhau bốn con gà nha các bạn nhá, bốn gà tần, mỗi anh em gọi là tầm bổ ít sức khỏe sau những ngày gọi là làm việc mệt mỏi con ạ. Mệt quá. Đây anh em có sức khỏe, đây là không cần không cần ốm là cũng đã gọi là mình phải ngăn chặn cái sự ốm ngay. Đấy, kiểu ốm chưa đến là mình đã chặn nó rồi đúng không? Đúng không? Chứ để mà ốm như này mình lại hỏng hết công việc. Đúng mà giống gà tần này ngọt đến ba tận xương. Ui giời, xé xé ra. Ui giời ơi, nó nhấc cái ra luôn, bụp luôn. Thôi cứ bọn em cứ ăn đi tí. Sợ anh thiếu chất. Khỏe đi anh em, cũng phải khỏe rồi. Anh em có con cơ mà. Ba anh em khỏe. Rồi đấy. Đây, mềm mà, hút luôn rồi. Bóc ra xong hút luôn, bóc một lửa ra. Đấy đấy, đúng rồi. Đấy, đun chè làm cái phần sau ấy luôn. Đấy, hút cái đoạn ấy. Mài mò. Cảm giác nào? Ngon, ngọt. Mày như từ nãy giờ chưa hút cái cánh nào đúng không? Thử đi. Cầm được không? Đây anh cầm được quá. Bẻ cái khúc trong này. Quá. Khói nó nốc rực rực này, khó rực. Đây mọi người nha, mình hút xem nó mềm như nào nha. Ôi, mềm quá. Bung bét hết luôn các bạn ạ. Rồi, ngon quá các bạn ạ. Nào, mấy thằng cho mọi người biết hôm nay thưởng thức cái món gà hầm Thuốc Bắc này thì thấy như nào? Thấy ăn nó ngon, bố nhỉ. Người khỏe hấn chưa? Đang tràn trề rất là nhiều sinh lực cho cơ thể. Rồi các bạn ạ, thì mình thì bình thường mình quay thì mình cũng ăn ít thôi, nên là anh em để cho phần cái đùi kia rồi. Thì như mọi người thấy hôm nay là anh mình làm món gà tần Thuốc Bắc để tầm bó ấy, thì thấy anh em ăn rất là ngon miệng, bởi vì nó ngon thực sự nha các bạn nha. Mình thấy còn chảy hết cả nước miếng đây này. Thì thì thời lượng của clip thì cũng khá là dài rồi, nên là chắc là anh mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào mà có xem được clip này của anh mình thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh mình một cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho là nhiều, đúng không anh mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.